Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh channel của mình là Phương Bích Ta. Thì hôm trước mình đã lên một cái clip đầu cho cái game này, thì mình đã chiến thắng cái màn 7 của ông Thái Giám nè. Thì mình bắt đầu một cái màn mới, màn quýnh ở bên Trung Quốc nha. Thì em mời mọi người cùng chơi với mình nha. Bây giờ là yêu cầu là xây dựng hả? Này là phục phục mấy cái ông tướng ở trên cái lãnh thổ của mình đó, chiến thắng mấy cái lô cốt nào tiêu diệt tướng của họ, còn này là bảo vệ được ông tướng của mình thôi. Đấy, mình hiểu sơ sơ là vậy. Đấy, bây giờ mình chơi EC rồi bắt đầu thôi. Cũng xong Tết rồi, chuẩn bị mai đi làm lại. Hình nó cũng ghê đấy, ba lớp tường đấy, mình thì trắng tay nha, thì chả có gì. Trước tiên là mình làm gỗ thôi, gỗ dân đây. Ăn thế rồi à, trước tiên vô thì ưu tiên là cứ gỗ thôi. Gỗ nó cho mình 4-500 vậy đấy. Gỗ rồi thức ăn. Vườn này chắc là vườn rau rồi. Đặt sai rồi, đặt xấu rồi, kệ đi. À, lại hết gỗ nha. Cử quân ra để canh địch. Địch đi chắc anh này là mấy trên chắc không quýnh mình đâu, mình để đội quân mình thu nó đứng ngay canh canh địch qua đánh. Úi dồi gì đây, ôi trời ơi, tới bên đó nó vẫn bắn tới rồi, nó xài nỏ nha. Ôi, hơi căng à. Thì gỗ đâu mà có trời, bắn như vậy thì gỗ đâu mà sản xuất đây. Thì chờ một chút, mình để có thêm tài nguyên. Gỗ mình gỗ 32 rồi, nhà gỗ đi, gỗ mé sát ngoài nó bắn chết hoài, chết dân hoài, chết là không sản xuất rồi, bắn riết luôn, tức thiệt ạ. Chờ đi nha, Numakati, chờ đi, tôi là tôi báo thù sao, chờ bận xây dựng rồi. Tung xây nhà cắt cửa cơ ngơ vững chắc mới được. Lính cầm cờ nhìn cũng dễ thương á. Đó thì mình xoay, mình coi được mặt, xây bằng con lăn nha, xây bằng con lăn mình coi được tướng mình đứng cầm cờ này đứng làm màu rồi có tác dụng gì hết trơn. Chọn góc thôi này đi, thu nhỏ cao thì dễ nhìn, dễ chơi. Xây thêm, lại hết nữa tức thiệt á. Có này đi chân đâu mà đóng hoài nó bắn vô đó. Ừ, trời trời, ấm ức, quá, ấm ức quá. Mình phải báo thù thôi mọi người, để nó giết như vậy là không ổn tí nào hết. Báo thù, không đội trời chung gì đây. À, thiếu cung đúng không, xây nhà cung liền, xây nhà làm ra cung tên, lại thiếu gỗ. Sao cứ đi lấy gỗ phải đi qua đây, là chết, tôi chả hiểu nào. Mấy này chờ đi, tính cung mình được mới 6 thằng thôi, thằng này đâu có quýnh được gì, ráng nhịn nhịn thôi, nhịn nhục.
chờ có cung tên nữa mình báo thù. Dân thì nó rảnh quá trời luôn, 23 người dân đang rảnh nè, rao rác rồi này kia, gỗ không có luôn, gỗ không có, cái giết dân hoài, mấy người thu gỗ rồi bị giết hoài luôn á, hoài thì ra gì hết, ra tài nguyên hết, bỏ luôn, chấp nhận lỗ luôn. Đây đây đi, đây đây là có lý nhất. Hết bị bắn liền, trợ vẫn bị bắn, trầm cảm luôn, bắn lên trầm cảm luôn, tội vậy, tàn nhẫn quá. Ở lòng nào bắn chết dân mà đi trời, người không có trái tim, lát mình cái bắn nó lại thôi, báo thù. Em gỗ bên này đem bỏ vô kho này hơi lâu rồi, nó lên từ từ, rất từ từ luôn á. Thì dân mình thì đông nha, dân mình full là 40-40 luôn á, chết là nó có người khác vô thế liền. Còn ruộng đây cũng vừa tầm bắn luôn á, vừa ngay tầm bắn luôn, không có trồng rau được luôn. Mình vẫn chưa có cung luôn, vậy ta nó xây nhà cung rồi mà cũng gọi nó làm chậm dưới trời. In memory. Đấy, giờ mới hoạt động được nè, nó cần nhà này nữa nha. Omri à, nhà chứa mấy này hả? Đấy, lụm liền. Rồi, mấy bạn xong rồi. Vào đội thôi. Rồi, kết thúc cuộc tình luôn. Cho mấy bạn bắn tôi. Cho mấy bạn bắn tôi là mấy bạn xong rồi. Bạn xong mấy bạn rồi, trời nó trâu rồi. Trời nó chết hết rồi. Lính mình xì ke vậy. Ây da. Lính xì ke với xì ke luôn, chết hết luôn rồi. Rồi ai hu hu luôn. Qua tới quýnh nhà luôn à. Ôi giời ơi. Phải rồi, mấy bạn vậy là không được rồi, mấy bạn vô giết dân là không được rồi. Giờ mình xây cái gì đây? Này đi. Xây nhà rìu. À, này nhà pháo, nhà làm kiếm mà không thấy nhà để mua tướng đâu hết trời, không thấy tướng lĩnh đồ đâu hết trơn rồi, không có nhà mua tướng luôn. Sao chơi ta, ở niết này kia thì cũng có đó, không biết, không biết làm sao để mua. Bắt mấy cái thằng này không à, bắt mua mấy này không à, đỡ chơi cái nỏ đi, cái nỏ chơi mới lợi, không có nỏ cái nỏ này, cái nỏ là à, có nỏ rồi đó, cái nữa đi.
Bây giờ mình trồng rau thôi, trồng rau trồng cỏ thôi. Con tướng mình gần chết luôn, quýnh không gần chết luôn. Trốn mấy tướng ơi, trở về thành thủ không lát chết là thua luôn. Dân mới 40, mới 40 mà làm việc cũng cật lực lắm á. Rau được 3 giường, ruộng được 7 7 miếng. Trà mình mới xây được 3 miếng. Ôi rồi. Sao bắn ta? Có 2 con à. Bên này nó quýnh nhau luôn à. Rơi thiệt. Vậy là mình đỡ được mớ rồi đó. Nó xúc nhau là mình đỡ khó việc. Thiếu giáp trụ rồi. Giáp. Cái gì đây? Thiếu gỗ. Cần gỗ. Tìm à. Đấy, mình có nỏ một nỏ nè, năm cung, một nỏ năm cung, giáp là hông, giáp là hông, mình xài cung thôi, cung, ô mình xài nỏ thôi, nỏ trâu hơn, cung yếu quá, cung chưa tới là chích quèo, trời, quá kìa, bậy 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 bậy, cú 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 cú. Vậy vậy vậy. Trời ơi giường người ta. Thôi rồi lỡ mơ rồi. Xuất cầu lẳng rồi. Ấy da. Căng à nha. Thôi rồi. Chén này chắc thua rồi. Bởi quá trời bởi. À. Lên đường vào đội đó, vào đội mà tan nát hết rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nãy biết mình xây gần gần đây ha, tham quá thì đất nhiều. Đi đất nhiều cái mình xây tút từ từ ngoài kia ra chết. Thu thuế liền, tăng thuế liền, tăng thuế liền. Rồi tăng thuế, mua gạo, thêm gạo, thêm gạo, thêm rau, rau rau hết rồi, bắn bể nhà rau hết rồi. Gỗ đây coi như bỏ luôn á, mấy lính là tới đây bắn chết quèo hết trơn, nó đổi người lia lịa. Nãy giờ được 5 nỏ nè, 5 nỏ mà giáp vẫn chưa được bộ nào luôn. Hơi căng à nha, hơi căng á. 4 4 này thủ nhà. Thêm miếng rau coi. Từ từ mới nâng được đời sống anh em lên được. Xong mình lại bóc lột. Lên xong mình bóc lột. Kế hoạch là như vậy. Cao tí cái mình bóc lột. Bên này nó mất rồi, nó còn 2 thằng thôi. Ê, ngon. Nhờ thằng tụi xanh kia bắn chết rồi. Còn 2 thằng thôi. Cái này chưa thua, chưa thua. Còn cứu được, còn cứu được. Còn cứu được. Giáp không ra bộ nào luôn. Sản xuất giáp lâu quá ta. Tao quê luôn á. Chờ nãy giờ mà không thấy gì. Không thấy gì hết luôn. Chặt trụi rừng hết rồi. Thành đồi hoang nhà trống. Need iron. Need iron.
Không có sắt hả? Phải khô luôn, mình phải cần sắt mới làm áo giáp được. Còn sắt, sắt thì mình đi làm cái mỏ sắt iron. Đây. Nếu mình kéo con trâu là đây. Đấy. Rồi. By spending diplomacy points, you can increase your influence over them. Đúng, rõ ràng, thiếu sắt. Hèn chi. Phải có sắt nha. Có sắt nha mà tiêu luôn mọi người. Có sắt. Mình chưa chuyên nghiệp nha. Mới chơi một hai lần à. Thêm sắt để làm vũ khí. Sắt mình không có gì hết. Đúng rồi, vậy là đâu làm giáp được. Có gỗ thôi. Mình giờ không có gì ngoài vàng hết. Trời ơi, ở làm sắt nè, chuyên nghiệp không mọi người. Rèn cao cấp pip pro luôn, đạp đi lệ. Trời ơi, ui dồi. Sắt mình thảy kìa. Không nóng hết ta. Ghê ghê ghê, mạnh thiệt. Đúng lực sĩ. Đây thêm trại nữa rồi không ta? Không được rồi. Gì á? Địa hình xấu quá hay sao? Có những cái màu à? Mình không được. Mình không có đá luôn nha. Không có đá luôn. Không có đá luôn. Đáng mình chiếm thành rồi bắt nó cống hiến thôi. Không có đá thì mình nhờ bắt nó cống hiến cho mình. Là mình sẽ có đá. Đấy. Mình nuôi heo, tiếp tục nuôi heo. Cuộc nuôi heo miệt mài. Cho mấy lính ở trong chuồng heo luôn. Rau rác trà này kia ok luôn. Đồ kìa. Rồi đồ mình tới 800 bộ đồ mặc dù mình không có sản xuất đồ. Đồ vẫn hơi bị nhiều luôn á. Quần áo á, đây. Rồi 800 bộ nè. Giờ nó không có mở nhà đồ. Ồ vậy mà nó cho 800 bộ sẵn luôn trời. Ghê thiệt. Thích thật. Giờ mình đang dư là gạo nè. Thiếu trà. Đấy thế là trồng trà. Thịt là mới làm đây nên chưa có gì hết trơn. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi lính trâu kìa. Ở trâu thiệt. Trâu thiệt sự luôn á. Này đủ rồi mà cái nền này nó phá lần hai không cho xây hả ta. Căn ở nhà, căn ở nhà. Đó. Nó biến mất hết mới được. Mém nó hư chuồng heo luôn rồi. Xít nữa là hư cái chuồng heo luôn rồi. Bây giờ vẫn chưa được bộ giáp sắt nào hết trơn. Sắt thì mới về được 14. Ó mấy nãy giờ mới làm việc nè. Trời, nãy mình xây để dần ở đây phí quá ta. Không sao, không sao, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Lúa gạo thì đầy ắp. Có trà là thiếu thôi. Xây hơi xấu nha, mình không có quy hoạch. Xây xấu quá à. Mà không có được đủ tài nguyên để mình. Đang mình khô máu với 500 anh em bên này là được. Thành có hai gọng nhìn ghét quá. Đó, vô hai cái nỏ. Lụm. Được hai cây nỏ nè. Tức là một cục sắt. Và được một cái áo giáp sắt á. Ồ. Lần đi cái xe bò đi được 14 miếng. Quá ok luôn. Tức là mình xây thêm một cái nhà giáp nữa. Mình sẽ nhiều thêm một ít giáp. Đấy. Thế là ngon luôn. Xong là giờ là này chắc trời tối quá. Trời tối nên ra mở đèn nè. Để ý nữa. Được không để ý mấy cái đèn đớm mà luôn á. Mọi người thấy không? Game hơi bị ok luôn á. Có mở tội là một trận gì chứ nghĩ là khoảng một tiếng á. Cũng ngang ngửa mình chơi liên minh huyền thoại á.
Giờ mình tuyển hai thằng à dân dân mình đầy dân rồi, đúng chính xác, mình đã đầy dân là mình cần thêm dân, thêm dân thêm dân mình sẽ mua hiệp vượt thêm tướng thêm lính đồ đó, đúng rồi đúng luôn. Hay quá người ơi. Đấy, bốn anh bận cùng. Ồ. Rồi, xong rồi, cô mũ vào vị trí. Bắn bể đầu hết. Bắn nó nè mươi. Thành này là gọi là thành bạch hổ đúng không? Thấy nguyên hổ trắng nè, gọi là thành bạch hổ. Mấy này nó mới giấy mà, mấy cung thường hay giấy thiệt. Bắn không lợi. Nhưng mà không sao. Đó, lụm. Nó giờ gỗ mình bao lên luôn á. Mấy này mũi. Mấy này trâu chứ. Ôi dồi. Lên khác qua kìa. Căng quá. Mời mình thấy trước mình bắn trước. Kêu cung tiền thụ hành động. Đó, lập đội. Đúng. Lập đội đứng chờ thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Đó, cầm cờ là màu. Dễ gì tôi nó dám chơi được. Rút về rồi. Dạ. Úi dồi. Nó bắn luôn nè. Tỉnh chơi. Không được. Nãy giờ là mình dư lúa luôn. Dư quá trời lúa luôn. Nâng cấp đời sống nhân gian lên. Cho ăn thật nhiều lúa và rau. Sẽ bóc lột nó. Đấy, kế hoạch là quá hợp lý luôn. Nhiều lúa và lao mình sẽ bóc lột được nhân dân. Đó. Ồ, xong mình sẽ cởi một đội VIP Pro. Ở cung tiễn thủ của mình. Ồ, mình sẽ bắn thằng tướng nó là giờ là nó chỉ có đứng đó thôi, nó không có xuống được. Tướng nó đứng ngay chỗ đó nó không có xuống được đâu. Chắc trăm trăm luôn. Cho ít người phòng thủ thôi. Rồi thấy cũng mạnh rồi đó. Nó bị gỗ vẫn không thấy nha. Gỗ vẫn ít phải chữ. Bắn nó đúng rồi. Bắn mấy mũi là lụm mạng rồi. Đừng để lại gần. Đó. Đúng rồi, hay quá. À, hai cung hai mũi tên lia lịa luôn. Cái này thì đúng vũ khí hồi xưa. Hai cực quái trưởng. Cung chắc rút với ống quần rồi. À, mọi người thấy không? Rõ ràng rút với ống quần đó kìa. Cung mà đi lính nhét với ống quần bắn luôn, chiến quái trưởng. Có nào rách đế dài đi chắc đau dò lắm á. À. Ừ, mốt ngày xưa mà nữa có lỡ mà nhỏ mà chuyển sinh về thì đừng làm cung thủ nha, thấy cung thủ cực quá. Bắn cơ hàng quái trưởng. Này lại về đây ăn mài cái bang luôn. Ông Thành mình nghèo quá, nhớ cũng cho nhiều đồ ăn thức uống mà. Tại bóc lột nhân dân quá sao. Bóc lột quá nên bây giờ có ăn mài luôn, ông Thành có ăn mài luôn. Tội nghiệp quá. Bây giờ kiếm xây cái gì đó để cho nó trâu trâu lên. Mấy thanh niên trâu bò là chắc cầm rìu cho trâu bò. Đấy. Thiếu gỗ lại thiếu gỗ. Bên này hết gỗ rồi, nó thu hoạch chậm quá. Kho bên này cũng ít nữa. Mọi người thấy không? Kho bên đây có một kho không xây được thêm kho thứ hai nữa. Có đúng một kho một bao nhiêu quy tụ vậy hết, nó đi xa. Xa mới vô đến được. Đó, nó gần thắng rồi nè.
gần chiến thắng rồi nha, gần chiến thắng rồi nha mọi người, chiến thắng được một thành thôi cũng có là cũng xịn rồi. Đâu bởi thành luôn rồi đúng thiệt sự. À, lần này đứng cho nó quỳ, có ngừ để nó quỳ mới được. Nó quỳ mà không có ngừ là nó không có đầu hàng luôn á, đứng vậy nó hồi máu tiếp. Đáng lên đứng cho quỳ đầu hàng. Đó, quỳ đi em. Đó. À, mình được một thành của mình rồi. Cái đó nó làm cái gì trời? Chơi chơi, chơi chơi, chơi chơi. Đó, bắn nó. Bắn nó nè em. Đó. Rồi lụm. Lụm. Đó, lụm. Đây, dứt cái luôn. Thành đây là nó chiếm thành đó rồi. Ghê thiệt sự á. Đúng ghê luôn. Nó chiếm thành đó rồi nha. Đáng sợ. Mình thì còn hành này nữa, hành này với cù bắp, hành này mình xúc luôn, nhanh gọn lẹ. À, bây giờ là muốn đánh thành đó, thành này đúng không? Chiếm thành này trước. Mình mạnh mà, mạnh mà, mình sợ gì, chơi luôn. Chơi luôn, ui da, ui da, ui, tính bắn xa mà cố luôn á, ui da. Tính bắn tới ta, không tới, tính bắn không tới. Bắn, bắn nó nè mày. Nó, giờ nhà cửa rồi, đất đai rồi, tiền bạc rồi, đầy đầy đóng đóng quá đơn giản không ấy lắm. Giờ là mình xây thêm nhà ở đây, nhà này đi, nhà xịn đó, tăng dân số. Ui chết 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 chết. Là, nó quýnh mình nè, nó quýnh mình nè anh em ơi. Rồi nó bắn tút trên kia bắn xuống được luôn kìa. Ủa, không không có đường vòng lên đây quýnh nó hết à. Nhìn đánh thấy ghét kìa cả. Đó, hết tầm liền. Ui, bắn con tướng mà dội ra kìa. Ui, con tướng này giấy kìa. Này ăn mập thay thay quá mà. Ui, bắn vô mà cung văng ra rồi. Vô ghê giờ gạt cần gạt gạt không vô. Đó, không vô này ghê thiệt, cầm cái cây đỡ văng hết. Rồi được á, đỉnh á. Đây, của mình, thành của mình liền. Đó. Rồi, nhiệm vụ là mình dứt hàng này hả? Dứt được không? Không được à? Được thôi, kéo quân về. À, kéo quân về đây để kêu lao ai, giết lao ai. À, thành này thì kế bên thì chắc cũng dễ, quá dễ. Theo mình nghĩ là cần như đây quân là được rồi. Như đây quân là mình lụm nó rồi á. Này nó có sản xuất đá nè, mình bóc lột được luôn. Dùng cái đổi độc thuật nè, mình bóc lột tụi nó. Rồi sửa thành nè. Kêu nó quánh ta nè, mà trước khi quánh ta chắc phải nâng cấp lên thành hổ đó, đó là thành hổ nha mọi người, chặt nó anh em ơi. Chặt nó, ui dồi, nó anh em ơi, tôi bắn nó. Nó luôn lắm. Hôm này cái một sao mà thua được, sao mà mình thua được. À, bấm đây lát nữa quân tập trung đây luôn. Thành này được wow dữ à, quá trời luôn rồi. Trên thành quấn từ từ vô cũng được, tụi đứng trên đó không mà càng lắm luôn á. Căng như vậy là mình phải xây thêm lính rồi, mình xây thêm giáp trụ đây. Xây thêm giáp trụ.
Đây thì mấy anh cầm khiên tròn tròn nữa, anh phụ quánh rìu có rồi, nhỏ đồ giữ vô, cung thủ đồ giữ ác liệt vô mới được. Túa gạo, thịt heo, thịt heo, thịt heo, cho ăn heo, thịt heo, nâng cấp hệ thống nhân gian cái bóc lột, cho đồ luôn. Không, không nên cho đồ, đồ mình bị giới hạn rồi. Cho heo đi, cho heo, giảm đồ, đó, vậy là được. Không, mình lại xây thêm nhà dân, đó, mình xây nhà dân. Dân thôi, đó. Chịu khó anh em đi né né mé mé đồ ra là được. Ê, chết rồi, nó hô rồi nè. Ê, 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 vậy, vậy, vậy. Nữa, lại, nó lại tỉnh nữa rồi. Thiếu người lên là nó tỉnh á. Bắn vô nó chết. Xong mình cử người lên, thu phục nó. Nó quỳ đó mà không ai lên là nó lại trở mặt á. Con này nó tráo trở lắm, mình bắn nó, mình không lên gặp nó không có đầu hàng đâu. Đó. Đó, lên là đầu hàng. Thua đi em. Em nó thua liền. Em nó rén liền. Thành này là thành thành này. Thành này có gỗ à. Ồ, ship được không thấy gì hết. Cái gì ngon hết. Wow, gì ta? Chuột này như có tín ngưỡng gì đây. Lao ai à? Cái gì? Trừ 50. Trừ 20. Wow. Chơi luôn. Wow. Cái ta. Là gì ta? Chơi luôn. Cái nữa là thấy 40-40 là được á. Chơi luôn. Tao ai còn 25 à? Ồ. Oh. Cái gì chết liền. Wow. Wow. Mọi người hiểu gì không? Không hiểu gì hết mà mình thấy là mình mất hết. Mở nữa. Ồ. Oh. Cúng bái rồi lại này kia. Tén lẹn hết. Này lạ quá. Nó tuy thấy luôn á. Không sao. Để dành sức lực mình tiễn lính chuẩn bị đánh nhau thôi. Thiếu gì ta? Thiếu giáp trụ hả? Giáp trụ dư nè. Xây giáp trụ luôn. Xây thêm giáp thôi. Cần rất nhiều lính. Đấy. Giáp vô. Xây cái chùa nữa ha. À, thấy chùa mình thấy nó tăng năng suất lắm luôn. Tăng suất lao động lên. Chú. Cái gì ta? Đã gì? Này có tăng gì không? Ủa không tăng gì hết vậy. Này lạ quá. Biết luôn. Mất hết 5 năm vàng rồi. Không biết để làm gì nữa. Này không có tín ngưỡng nha. Này dán này không có tín ngưỡng. Xây thêm nhà. Đấy. Chăm. Đóng nửa nhà thiệt là to. Dâng lên rồi. Rau thiếu à. Dâng lên là rau thiếu nha. Anh phát hiện kịp đó. Thiếu thêm thịt heo nữa chứ. Rồi xong phim. Hết gỗ rồi. Echo Ed. Echo Ed. Oh my god. Tăng cơm lên. Giảm heo lại. Đó. Tăng trào. Heo nó vẫn đang giảm nha. Úi dồi. Mình lính mình bắn tích cực vô ta. Nó để nó giải quyết đi. Mình tiếp tục mình trồng này. Cần thêm thịt heo rồi. Công nhận thịt heo xây hao thiệt sự luôn á.
Mình nhiều dân lên là mình phải nâng cấp đời sống anh em nhân dân đồ lên. Mình có 19 nông hộ đang rảnh nè, rảnh bảy cái trưởng. Đấy. Nãy giờ mình chơi cũng tiếng hồ á. Tiếng hồ mà. Là sắp thắng thôi, gọi là sắp thắng mọi người. Thắng rồi đó. Rồi coi nè, giờ mình thắng nha coi nè. Đem quân ra đến rồi. Đến nay cái mình tràn vô cái Nội Quốc là chắc lụm á. Ê, nó chiếm lại rồi. Bậy quá. Sao ta? Sao bị chiếm lại ta? Cái hành này nó tao á. Giết hành lớn trước đi. Xúc nó trước. Nó vậy cho nhanh nè, nó vậy nó tràn vô lia lịa luôn, bên mình tràn vô lia lịa luôn, đóng lịa Ủa, hạ bớt cung thủ đi, quán đau quá à. Quá. Ui gì mấy bạn bắn xa bãi chữ. Ui nó bắn xa ghê thiệt á. Mà giết thằng Lao Ai mới được. Sơ hở là nó cướp lại hành à. Biết đi nào luôn á, mình đứng ngay giữa đó mà không biết sao đi đi nào qua hắn nữa. Lẽ ông chủ thành đi chơi cờ bạc gì. Chơi sao mà để thua lại cái thành của mình luôn chứ. Mình biết cắt chức cổng rồi. Nó thành nó cho cắt chức thì chúng mình cắt chức rồi đó. Tại nó không cho cắt chức. Chứ không là nó xong rồi. Mình cắt chức là nó xong liền. Phá hành vô như đi quân lấy không thắng đúng không? Ấy là cưỡi ngựa ra vậy đem binh một nồi ra nữa kìa mọi người. Ôi trời ơi luôn á. Là đáng sợ. Bắn lịa luôn. Ây chà. Bắn trả đi anh em. Bắn trả đi. Chưa bắn trả chết nữa. Bắn trả đi anh em. Đúng rồi. Ây da. Được được được. Giờ mua lính thêm. Kiếm thêm 500 anh em qua nữa mới được. Qua lại. Em qua đi anh em ơi. Nó đem mấy cái nhà này nó đổ qua ghê dữ trời. Mình là đâu có gì đâu. Bên mình là không có gì luôn á. Mà anh lấy cái nhà pha xe pháo qua chị không biết nữa. Ôi dồi, một đống. Á, chạy về. Thôi bỏ luôn. Anh em chảnh sống ổn nha anh em. Tạm biệt anh em. Đó rồi anh em. Ghê quá. Quá ghê gớm. Phải xây thêm nhà dân thôi. Thật là ghê gớm. Ghê gớm quá đi. Ăn còn. Lên thức ăn tiếp. Ăn 500 anh em đồ lên. Giáp trụ nữa. Mua thêm giáp trụ liền. Thêm giáp trụ. Trồng thêm lúa. Mỗi vàng liền. Trồng khắp nơi. Chỗ nào trồng được là trồng hết.
Rau hả? Rau đây, rau. Trồng luôn. Rau trồng được là mình trồng suốt tuần tuột. Đó. 500 em ra, trời ơi nó quýnh hết rồi. Đau thiệt á. À thì ra là hàng xe đó. Bắn đào quá đào. Này á, ngon á, bắn nữa đi, bắn nữa đi. Bắn nữa đi. Bắn nữa đi. Ừ, ngon bắn nữa đi. Ừ quên ha, mình thuê 500 anh em xúc nó. Trời ơi, đâu ai không à. Trời ơi, nó 93 lần dữ trời. Hành này nó ăn gian thiệt á. Upgrade world. Upgrade luôn, lên luôn. Ừ, xúc nó cho anh. Ừ, đúng chính xác. Em phải đánh nó. Tao ai lại chiếm. Kéo quân lên khô máu với tụi nó. Đi luôn anh em ơi, không có gì hết thì mình chơi lính thường luôn. Đông mà, mình đông mà. Vậy mới đông chứ. Ở bên kia kéo quân hỗ trợ. Úp nó lên mở rồi kéo cho kéo quân hỗ trợ mình chứ. Đó. Lính lên, lính lên. Cho mấy anh em của mình lên. Có ghê gớm. Đó. Chuẩn bị khô máu. Rồi. Mình đi làm chim mồi đúng không? Để tìm bạn làm chim mồi trước. Để là mấy bạn ơi. Vô. Giết nó. Đúng rồi, mấy bạn đi chậm quá, cầm cờ đi chậm mấy bạn. Chạy nhanh mấy bạn ơi. Chạy vô đi đó, đúng rồi, mấy bạn đi trước đi, mình lả lướt theo sau nè. Đó, hay quá. Vô. Ơi lũ cột lính mình lại đi trước nha. Ôi trời ơi. Ờ hàng quá hàng. Hàng quá đi thôi. Không sao. Lỡ đào tường chứ. Rồi lính bạn hỗ trợ cái này thì chết rồi, bạn đào tường bên đó biết khi nào xong. Phụ tôi đánh cửa này mấy ông ơi. Phụ tôi đánh cửa đi, lính bên này nó đông lắm luôn á. Từ tính ra này ruộng đồng nó sơ sát thì mà nó triệu hồi 800 thằng lính, thật đáng sợ. Cái gì vậy? Đào đã xong cũng vô bên mình nè. À. Đó, xạo hả? Các bạn hít bắn không? Bắn từ xa không? Lẫm liền. Đó, mình sắp thắng rồi nè, mình sắp thắng rồi đó. Đó, lẫm. Tướng, ủa, tướng tên bạn đâu trời. Ôi. Bằng cách thần kỳ nào đó không thấy tướng tên bạn luôn nha, mình không thấy luôn á. Không ở Trường Thành, đi đâu rồi. Tướng tên bạn sợ mình quá, chạy rồi hay gì á. Sợ mình chắc sợ mình quá chạy rồi. Không tấn công được con đợt thôi. Ồ, chém luôn. Ồ. Hay quá người ơi. Ôi mình thắng luôn rồi nè. Đỉnh chưa, mình đỉnh chưa. Đấy các bạn thấy không, game này hơi bị đỉnh luôn á. Đây, đây là mình hoàn thành thêm được một màn nữa. Rồi. Thôi nghỉ thôi mọi người ơi. Tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ nha. Vui vẻ, nhiều sức khỏe luôn. Bị đi làm kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ của mình nha.